Chúng ta làm một câu trong đề thi vào học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Tiền Giang năm học 2011-2012. Đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam 1 hydrocarbon X ở điều kiện thường là chất khí. Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vô trong. Sản phẩm sau vẫn thu được kết quả và thấy khối lượng dung dịch giảm chừng đó gam. Yêu cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của X. Đó. Bây giờ bài toán chúng ta như sau. Các bạn nghe kỹ. Ở đây mấu chốt ở đây là người ta cho chúng ta là hydrocarbon này ở thể khí. Như là. Như vậy ở đây thầy sẽ gọi các công thức của hydrocarbon X là ZHI. Ở đây bạn nhớ cho thầy đó là nó ở thể khí đúng không? Nó là khí. Nên suy ra này. X của chúng ta sẽ hydro tồn tại thể khí thì số carbon nó sẽ không được quá 4 mà nó nhỏ hơn bằng 4 và lớn hơn bằng 1. Và đây là điều kiện để chúng ta chọn. Rồi. Cái đó mình có phương trình như sau. CXHI đi cộng cho oxy là X cộng Y chia 4. O2 tạo ra XCO2 cộng cho Y trên 2H2O. À, bạn nghe kỹ. Trong cái bài toán này thì ở đây chúng ta có này. Sản phẩm cháy chúng ta gồm có CO2 và nước, đúng không ạ? Hấp thụ qua nước vô trong thu được kết tủa và khối lượng dung dịch giảm chừng này. Như thầy đã nói các bạn là gì? Nếu người ta cho chúng ta là hấp thụ CO2 qua nước vô trong mà không có tồn dư thì khẳng định là trong cái sản phẩm chúng ta thu được chắc chắn có chứa hai muối. Được chưa nào? Như vậy chúng ta lập luận như thế này. Cả CO2 và nước. Được chưa nào? Đều bị cả CO2 và nước đều bị vậy mà đều bị Ca hóa cái lần hấp thụ đi nè. Cái đó chúng ta có này, bản chất là CO2 chúng ta đi tác dụng với Ca hóa cái lần để tạo thành CaCO3 cái tủa màu trắng. Cái lượng đây người ta cho chúng ta là 15 gram cộng cho có dung dịch đây chắc chắn có chứa CaHCO3 tất cả hai cộng cho H2O. Đây là cái sơ đồ em nha. Đây là hai. Rồi. Ở đây người ta kêu là khối lượng dung dịch giảm. Bữa trước thầy dạy bạn rồi. Khi cái lượng mình cho vô là lượng CO2 và nước so sánh với lượng tủa mà khối lượng dung dịch giảm điều chứng tỏ là gì? Cái tủa chúng ta sinh ra lớn hơn so với CO2 nước cho vào. Đúng không ạ? Mình có M dung dịch giảm này. Và dung dịch giảm sẽ bằng gì? Sẽ bằng khối lượng tủa CaCO3 trừ đi tổng khối lượng CO2 cộng cho khối lượng nước. Em hiểu được không ạ? Tại đây em hiểu chưa? Để giảng tiếp. Cần giảng lại cái chỗ giảm này không? Vẽ cái hình ra là sẽ thấy. Rồi, M dung dịch giảm là 4,92. Các bạn phải làm bài trước đi thì lên lớp tôi giảng một tí là hiểu mấy mà. 15 gram, không biết các bạn học như thế nào chứ ngày trước thầy đi học là thầy lại đều làm bài trước cả. Trước đó cả có thể hết học một kỳ luôn. Thì trước là thầy học hết lớp 11 là đã xong hết chương trình lớp 12 rồi, tự học em. Cái đó em đến tổng khối lượng CO2 và khối lượng nước. Còn vào năm là vô năm mình chỉ giải đề thôi. Em lấy 15 em trừ đi 4,92. 10,08 gram. Được chưa nào? Tới đây bạn hiểu chưa? Để thầy giảng tiếp. Rồi, thầy hỏi bạn cái bài toán này này. Cái bài toán này là nghe. Cái bài toán này chúng ta có tìm được mol của hợp chất hữu cơ hay không? Không có đúng không? Không tìm được một mol của chất hữu cơ. Thì bài này chúng ta sẽ tìm thông qua tỷ lệ là X chia Y. Em hiểu không ạ? Rồi. Bài này có nhiều cái làm lắm. Một trong những cái làm mà nó hợp lý nhất thì sẽ làm cho bạn như sau. Ở đây thầy gọi số mol của X ở đây là A mol đi. Được chưa nào? A mol. Nếu đây là A mol thì mình chuyển qua đây. CO2 chúng ta là gì? Là AX. Đây là 0,5 AI. Đó. Cái đó chúng ta dựa vào khối lượng hydrocarbon. Được chưa?
là bằng 2,4 gam và chúng ta cho tổng CO2 và nước là bằng 10,8 gam. Từ đây em đi giải hệ. Cái đó em tìm được AX và AY. Sau khi tìm được AX và AY rồi đó, em làm cho cái A mất đi. Cái đó em tìm được tỷ lệ X trên Y. Hết bài toán. Rồi coi thử nha. Mình có hệ này. Đó là gì? Đó là chúng ta có khối lượng của CXHI, khối lượng của hydrocarbon đấy là bằng 12X này cộng Y này rồi tất cả nhân A này, được chưa, bằng 2,4. Và khối lượng của CO2 cộng khối lượng nước, khối lượng CO2 là 44 AX, khối lượng nước là 18 AY, sau đó 18 nhân cho 0,5 AY và bằng 10,08. Đó. Ở đây em sẽ đi giải hệ. Em bung ra. Em lấy 12x nhân a là 12ax cộng ai bằng 2,4. Tiếp tục. 44 ax cộng cho 18 nhân 0,5 là 9 ai bằng 10,8. 10,08. Ở đây em sẽ đi giải tìm được AX và tìm được AY. Chúng ta hiểu như thế này. Cái AX và AY này thì nó giống như một cái X và Y thôi. Đây giống như X lớn này, đây giống Y lớn này. Vậy thôi. Như là chúng ta bấm máy tính này. Không biết các bạn có thông minh cho chỗ này không biết. Chúng ta bấm chế độ giải hệ, bấm chế độ mol năm này. Chúng ta đến chữ EQN. Chúng ta bấm 2 để giải hệ hai ẩn. Sau bấm 1 để chọn hai ẩn. Chúng ta bấm 12, bấm trước a x trước ai và sau dấu bằng. 12 1 2,4 phương trình 1. Phương trình 2 đó là 44 ax 9 ai 10,08. Cái đó em tính được bằng 0,18 và 0,24. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm tỷ lệ x trên y nữa là xong. Từ đây chúng ta suy ra là AX trên AY bằng 0,18 trên 0,24. Suy ra A rút gọn thì còn x trên y. Được chưa nào? Em bấm 0,18 chia cho 0,24 bằng bao nhiêu? Nhiêu lông? Rồi 3 trên 4. Lưu ý cho mình ở đây chưa khẳng định nó là công thức phân tử em nha. Khi mình tìm tỷ lệ x trên y này thì chúng ta suy ra được công thức gì thôi? Công thức nguyên. Được chưa nào? Nhiêu? C3H4 tất cả gì? N đúng không em? Vì như thầy đã nói là gì? Số carbon trong này như thế nào? Số carbon trong này như thế nào với 4? Bé hơn hoặc bằng 4. Được chưa? Vì số carbon bé hơn hoặc bằng 4 nên suy ra N bằng mấy? Nếu N bằng 1 nó là C3, N bằng 2 là C6, N bằng 3 là C9. Như vậy trong trường hợp này vì điều kiện là số C bé hơn bằng 4 nên suy ra N bằng 1. Rồi suy ra công thức phân tử là C3H4. Coi kiến gì câu này không à? Ok. Tiện đây thầy sẽ ôn lại cho bạn cái vấn đề về chúng ta viết công thức cấu tạo luôn nha. Rồi, bạn viết cho thầy công thức cấu tạo của C3H4 đi. Đây là S4 này. Đây là S1 này. K là bằng tổng liên kết pi cộng vòng. 2S4 trừ S1 cộng 2 chia 2. 2 nhân cho 3 này, trừ đi 4 này. Cộng 2 này, tất cả chia 2. Bao nhiêu? Phải bằng 2 không em ơi? Bằng 2 thì bài toán này chúng ta nó hơi nhiều trường hợp. Rồi. Mình sẽ khảo sát trường hợp 1. Đó là V bằng 0. Từ đây V bằng 0 thì sẽ ra pi bằng 2. Cái đó là gì? Nó sẽ có đó là 3C. Pi bằng 2 thì nó sẽ có hai liên kết đôi.
hoặc là một liên kết ba. Tới đây em hiểu không ạ? Cái này dạy ra đúng không? Đó, tất cả chúng ta đều dựa vào K để xử lý cả. Không có K thì coi như không làm được hữu cơ đâu. Rồi, trường hợp thứ hai của mình. Trường hợp hai của mình. Đó là mình khảo sát V bằng 1 và P bằng 1. Đây rồi. Mình có 3C và một liên kết đôi nằm đây. Chúng ta điền vào H2. Carbon đi 3 gạch, carbon đi 3 gạch, như vậy điền H vô là đủ. Được chưa? Sẽ không bao giờ có trường hợp V bằng 2 vì chúng ta chỉ có 3C thì chỉ tạo được một vòng thôi, không tạo được hai vòng. Được chưa em? Tới đây là hết. Được chưa nào? Cái thắc mắc gì của chỗ này thì hỏi đi. Uyên có hỏi gì không Uyên ơi? Đồng ý kiến gì không? Ok, như vậy câu này chúng ta tới đây là ngưng nha.